Sôm chun rương đam cầm nở trong bìa ly. Bảo dương đi dây nơi nông sát sna priếm miên rương mùi ban đầm nà thà miên sạch dạ mùi chmuốc bệnh liệt sạch dạ ong ní trông miên bột tra mùi bệnh niếm krong bìa lì sạch krong bìa lì ní miên bầm nón chóng ban phục hèn đầy đai mà nụ sát nâng bụ tê vẹ tiền lái cầm bông tè ruột nở đảm bây ai xâm rạch tam bầm nón bạch nà rộ bọc luôn sạch krong bìa lì ní ban thơ bị thi bố chia chấm bước bệ ạ tịt tếp đòi ca chai tiền chia riêng rõ thang ngày đó bà chia chốn nơi ạ khăn ông phù. Ai bước tê vẹ khơi đôi chân nó miên ca bùi bà rong dàng khăn chấm bước bầm nón rồi bóc đạch krong bìa lì đại chóng krong krong phúc hèn đây chàng mù nụ. Khơi đôi chân nó mân bảo ông dù bước tê vẹ có ban nôm khía từ qua bệ vĩ sân nụ đảm bây xong ai bệ ổng chui bằng kráp krong bìa lì ní ở ban toàn bê về lìa. Bà mân đồ chân nọ tế krong bìa lì nâng krup krong phán đầy chàng mù chia bùng khán lại. Bần tốt bì bụ tế vẹ ban trả lập tờ vĩnh bệ vĩ sân nụ có ban riêng cho một căn phán đầy tốt đời khuôn ảnh. Trống có cả là khuôn thơ chìa priêm tư mà nẹ đại miên đáy căn cầm siêu bụi nâng chặt đã xâm đáy từ căn cần lại để sạch krong bìa lì cầm bông thơ bị thi bố chia bệ hạ tì tếp nụ liềm. Bê ban thơ đầm nào từ đó tì nụ hỏi priêm tư nụ có ban châu từ sông tiên nâng kê thơ hạ bấy đôi chia tạ bò nâng kê đài. Rì ai sạch krong bìa lì vĩnh bê khơi priêm tư hỏi quát mình chạp ả rõm sọ lâu. Vẫn tại rì chì kru ban prap ai sạch krong bìa lì prong bởi giật rốt mình mẹn chia một nụ tư thoa mà đa nụ tê. Bên nụ, sạch krong bìa lì mình ban dô chất tục lạc sạch xâm đầy rồi bỏ ri chức rù prap nụ lao. Đói mân bằng ông dù sạch krong bìa lì có tờ xua priêm tư nụ thả. Này priêm tư, ta nẹ một tì nít trong xô mà vầy ông bì dương đá chạp prap dương từ mưa. Các bà ban ảo cá xóm đôi bùm non được cho nó hỏi priêm tứa có cháu tư krong bìa lì tiếng nhỏ nhóm nhỏ nhẹm thả. Nhóm một thì ní trong sông đấy tùm hôm bay trùng hiền đầm bấy tục ai mà nút sát nâng bụ tê vết ruột nấu to riêng tư tạo bàn tế lục krong bìa lì. Sắp lư priêm tứa nì dây được cho nó hỏi sát krong bìa lì ở sầm nội nâng hô chất khẳng nà ruột quạt cực thả priêm tứa nì quát miên chương khlây khlây đôi chân nọ tao bây chùm hiên rộp bọc quát ban đây bảo vãi phần màn tử kết đôi chân nọ hỏi sạch krong bìa lì có dô bồ mà áo đây bây chùm hiên tư priêm tử đòi miên trôi tức đắc lơ bạc đây priêm tử nụ từ tam tùm loạt sạch sạch priêm tiệt phòng priêm nụ priêm tử nụ có ban prai khlây tư chia bè vĩ sân nụ đó thông xâm bàm ở chá đôi đào mình. Rồi hỏi có chấp đàm bỏ chùm hiến vua dọc đầy bấy chùm hiến nụ. Chùm hiến tì mùi trông chiến chuẩn đo bẹ cần đạp hẹn đầy. Chùm hiến tì bí trông chiến chuẩn đo chiê nịp hẹn đầy. Ấn đạch krong bìa lý, bê khơi priêm tứa prai khai tơ dịp bè vĩ sân nụ vinh đủ chân nó quát phê rùn thuật nhộp nhò chỉ khăn rốt quát tớp tẹt đăng cho bà thả mình cua ná tránh có bè vĩ sân nụ đủ chân nó sọ. Nơi bê đẹp đạch krong bìa lì cầm bông tẹp hơi nhò rừng thốt đôi chân nó sắp tẹp bè vĩ sân nụ xoay xua mốc tiệt thả. Ta chùm hiên ti bấy đạch krong bìa lì ao dương chiên chương cho nơi lưa cần lại nà tiết. Rung bếch nụ đạch krong bìa lì cầu bán xoay prap tờ vĩnh tiền hơi tọ xa lập thả. Xôm trống chôn một lưa có ba tu bằng côm cho còn ta môn nâng chôn nhóm miên xâm nôm bò muối bị trông tao ban được tế gặp tu. Ta nét miên xâm nôm bò ở vấy ẩm bì dưỡng há krong bìa lì. Tu bằng cốm xôm ở trông bạc ca pra mạng nụ nâng tê vật đà bà ca na thơ ca sang sang rư thơ bị thi ca ở vấy xênh xênh trâu cổ rốt bò chìa nức đo côn nhóm đai chỉ đạch krong bìa lì phong.
ban dương nâng bảo cả bảo mạng nụ nâng tiêu và đa tiếng lai từ tam xùm nôm bó rộ bọc nè. Bần tốt bí sài bảo tức đạch rong bí lì được nó hỏi bảo vĩ sân nụ có chiên chùm hiên tì bầy chôn từ lưu các bà đạch rong bí lì nụ lịch bạc tử. Đói miên rương đầm ná nông tê vẹ cả thả kháng sát na priếm đây ông bí rương đạch rong bí lì được nó hỏi tớp sân cung khmai dương miên tùm niêm tùm lộp bê sang sóng rư bê thơ bị thi ca với xem xếng tay tên nôm khía của rốt bố chìa trong phút đạch rong bí lì cũng đã khám xóa lời rồi hốt một đó sắp ngày nì. Đám cầm nà ớt rong nôm bênh. Nông ca cần lòng tờ hỏi nông cư xạ cả rạc mùi bón bay rồi chất sập bí miên dây cha mà nẹ chú mù bình khi nẹ miên trọp xâm bạch bó rì bố miên lùm nơ than hói lùm nơ than rồi bọc gót nơ có bài trăng tuần lễ buồn mục tiếc gót xong nơ lơ tua tôi kháng cao nôm tội mùi ngay mùi tí nú miên phliên lẹ dàng khăn tức tuần lễ chun lịch rồi hát rồi hầm đôn bình cho tư cầm bông tực sắp tại khơi đam của kỳ thôm mùi anh đát mô của bài trăng hói đôi ẩm nai tực hô cho lăng đam của kỳ nú có chết tay anh đát vơ vơ nơi của bài trăng nú lúc đôn bình khơi đồ chứ nó có bởi nhà rút tư ẩm piêu và níu hai nẹ chết kháng ai một chuối tiền dốt đam của kỳ nú nẹ chết kháng còn nón kia dốt xa bùa từ tròn hói ô rùng cơ bằng tích mà đón rồi hốt đo đam của kỳ nú lao một đó lơ một chẳng bê đã đôn bình do cầm nạp chứ từ cóc kia xong át thụ chánh cót ban khơi nông bảo hông chứ của kỳ nú miên bảo bột rụt buôn ông tôi thua ông pi xong rật nâng tê vào rụt mùi ông tiết thua ông pi thmò tê vào rụt nú trông cho bảo hoa mặt hàng căn đầm bồn bảo hoa mặt hàng tiết căn sang bảo kê xà buồn đôn bình nâng nẹ chất khang đại ban từ chuối nú miễn sức đầy trịnh ô khăn ná đòi rớt ban rộp bọt chỉ tí của rụp nôm khía đồng hè bè bắt đề ma tiền nú một đọc tết đôn bình hát đôn bình có ban xong tôm tội mùi đồng co chia bẩn đọc à sòn ngay cài một đôn bình ẩm piêu níu ai nẹ chất khang chuối lược đầy bún núm để nơi khẳng lệch tiệt quạt nú ở tới chụp nụm thôn mệnh tên mình tốt bị nụm một cột có áo kê a chơ của kỳ nụ vừa chia sơ sơ vì hìa để cột bầm rộng sáng nơi lớp nụm nụ nông cư sạc cả rạch mùi bọn bay rồi chất sập bí đôn bình nâng nẹ sọc bán sọc sùa bò bùa khỉa có sang bè vì hìa mùi khăn nông bọc sơ bơ phléng nơi lơ cầm bù nụm nụ hói đồng hai bè bụt rụt xùm rất tiếng buôn on nụ tới đầm cò tục nông vì hiền nụ chùm nay ai tiêu vào rút thơ mùi ấn quát co đằng hẻ tới đầm cò tục lỡ asana mùi nơi chương phân nông kháng cao hói đời quát vô thả tiêu vào rút nụ ấn đáp tức mốc bị sọc liếu nâng miên riêng rơ đôi chỉ liếu quát có ban son nằm mắt niềm thả nẹ ta bè chào niêm nụ chuộp một đó sắp ngày nỉ cá co sang vì hiền rụi hói dì bình có nỉ môn bà sáng một cung nơi lơ chương phân nông nụ nỉa tư kháng lệch tớp cao miên chỉ chung một thả vọt phân nông đồn bình để sắp ngay hai cắt khởi thả vọt phân nông hai tì phùm nụ kì hai thả phân nông bình tăng bì bê nụ rồi hốt mặt đó sắp ngay nỉ ai bà bốt rụt đang buôn ấn nâng nẹ ta bà chào nụ bán bằng chênh ất rứt ở khơi của kè xạ sứt nà nẹ na bòn sẵn có bán xâm rạch đốt bằng nồn nỉ chia chùm nư nẹ sọc tăng bị đàm rồi hốt mà đò sắp ngày nỉ cao bị nú rồi viên học sập nắm ban cao chỉ ti krong sạch khmai dạng sọc đâm miên bởi chia chôn ru nữ dạng sọc xem sàn xôm chùn rương đám cầm nợ đồng cầu niêng.
sau mai nụ nơi ai chia đàn miên tuột bá bảo thưa ở miên phìp chợ bông chợ bò cả láng chỉ khăng lục mê tuột bị chì từ tua paris bên chia nón tuột tới bằng cà phụ bá bảo tiếng nụ còn tại lục mê tuột tới ban bạch cha mệt lòng tuột chuột hơi thẹn nông phìp ở sừng khâm ruột mình ai rụng đọt luôn bàn lời lục mê tuột bị chì miên bột tây ta mà nẹt cốt mua sao phị ni miên rụp chào ông sros át của chị ti chập chật nây cầm lót tiếng lại nẹ srei mê tốp bắt đầm nâng sva mấy xong say thả sva mấy trời tốp bạc bào lòng bọt chốp mình ai rụm đọc luôn trên một bàn nẹ srei miên tục bùi dẫn khăn ai chùm này niên sao phị ni có bà rằm bị ở bục khăn nạc đài rút niên chỉ con cắt tình yêu nẹ srei mê tốp có bị cua khỉa chỉ mũi nâng côn sấy trong bậc ca đầm đằng thả bao nẹt nam mà nẹt ác từ chui rụng đó lốp bị chấy bị đay sợi tơ bán nẹt sấy nâng xăm côn bột tơi ao chỉ cù cuộn sau phe ní có bên chất nâng ca thưa tam rồi bao mà đài đai hói nẹt sấy nâng côn tăng chất thả có rốt bị sạch chạ mình cai prai đủ lời phe nú sách mô mũi đai nẹt sấy chỉnh chấm chết đắp phía xa mà nú hai cậu bạn lư phía xa mà đai nâng côn chẳng pi nét pi cua khỉa sách mô nút lọp tam lộ mê tuột từ thưa chỉ duyên chùm đi bằng nơi ai cướp tí cần này bạn lư mê tuột xây nỉ dây hỏi cậu đắc nhà chật thả tới rụng đó lốt bị chế ở bàn đầm bay ở bàn niên sau phi ní thưa chia bọc bồn sách mô bạn bao chen kịp tè dạng lươn đầm răng tư ai chỉ đàn xoay rộng lúc mê tỏa phliềm lúc mê tỏa bị cháy viết tại trời bà cha mất xâm lập tờ hai sắp tại khơi xe chú mô bao dạng lươn châu một đỏ lúc mê tỏa trách o khăn nà lúc có lốt lang lược non xe phliềm xe chú mô bao nôm lúc mê tỏa tránh phốt bị ca lao bọt rồi bọt sạch trời bàn đôi bầm nòn hỏi có nôm lúc bị cháy một đọc tế đòi sọc sàn nẹ srei nâng côn sập bay chất bùn bếch có rốt mọc tổ tua xòa mầy lúc bị cháy prap côn bảo bùn thả lúc trời bàn tọa bạc báo bọt chốt dàng tràn tháng ngày viết tệ trời nâng bụi nú xâm lắp tờ hỏi công tệ bàn xe rộp bò dương ní châu tờ chùi toàn tớ bàn ruột ruột chỉ vật nẹ srei lư hỏi có riêp rộp prap xòa mầy bị bịa xa nở da rộp bọc luôn trong bùa nẹ đại bàn chùi chỉ vật lúc bị cháy phần tay bên đi, nẹ chui lục mê tốp, bái khai chỉ sắp bẹp nì. Nẹ srei nâng niêng sao phía ní, mình chong khó bị sẽ chạm tê. Hai co mình đăng thật trời thơ bẹp nà, rùa mà nụ nâng sắp, vơ dàng na tớp ai rùa nơi chỉ bắt đây bà bồn bàn. Nẹ srei nâng con srei, khom rôk smai lò, nâng tức, cúp con xe chmô, đòi ca đăng côn chỉ riêng rùa thang ngày. Chùm nay lục mê tốp bị chây vĩnh, chia mà nụ rùa mơ côn. Mình bóng thưa tam bị sạch chạy rồi bỏ bỏ bốn câu nụ tì. Rốt lộp mình ai tự tùa sát đê để chán một thưa chỉ câu bỏ xa bàn lời. Lộp có bán dọc xe chú mô tư xâm lập. Hai bộ dọc bài hai tháng ngày thèm tiệt. Thưa ai nẹ sợi chỉ phẹt dì nâng bột trấy rồi thốt chất khẳng nà. Không rốt tự tam khuất xa mây đai. Còn tại mình toàn bê nụ lời. Khả nát nụ thua ở cao ca cái đây cả hai đo tê và đa bằng đá ở cao cho chú cô rừng tê hai lúc bị cháy có trái rừng tê bánh sạp môi rừng bệnh chùm nay bay xe có bao một rộng bọt luôn liền sau phía ni cuối lăng từ lưu ạc ca dạng bùa nẹ xây chi mà đái không rút tam xây hai con xây chẳng phật phẩy nâng ảnh đặt con dạng khẳng bế ngọc chó, bách xe để rôm niếng có thể cho một vĩnh khai chia đồng cờ. Nghĩa sấy rốt một mưa mình khơi con sấy. Mình khơi bách xe, bách chỉ khơi đồng cờ từ vĩnh. Nghĩa sấy ban rơ đồng cờ nú, dốt một chỉnh châm. Bách lực môn, ai xì, hai hai đồng cờ nú thả, đồng cờ niếng. Rốt đồng cờ ní, cá tranh bị niếng sau phía ní chỉ con rồi bọc luôn.
bế chân châm dư tử đằng cơ niên bình chánh sốt rôm bọt luôn. Nghệ sấy chết tại sài sốt nụ ban dàng tràn mốc rủ vầy thơ ẩm bọt ban chia sầm phụt nâng thơ chia sầm liệt bóng bẹp xếm xếm. Nghệ sốc khơi sầm phụt sốt rơ bồ lô ngồi o đôi chân nọ có tam xua nghệ sấy mê tốp tớp đăng bì rương hết sập cục có nôm khía xông đằng cơ niên tớ chân châm cục cục khía còn tại mình cắt sốt tì. Phụ nẹ pra cha prật cha nơi nông phúm có nông khía sang rục xe. Hói sang rục niên sao phía ní chi nơi lơ nông xe. Nông khía thua ti sạc ca rạ bầu chía xông ỏi niên bình chênh sốt ỏi. Đằng cơ niên có bình chênh sạc say sốt ỏi cục khía tăng thịt bê nú. Rồi hốt một đò sắp ngày ní. Xôn chun rương đám cầm nợ đàm lời niên. Miên rương nịt tiền mùi bán đầm nà thả ca nú. Miên bà rì chìa mùi ổng, bà niêm bông bà gọt. Rương ní cần lông tư tràn sát vọt một hồi. Bà rì chìa ổng nú, trông miên sân mà hai xây tràn ổng nà. Miên rì bột trầy bột trà có tràn ổng đài. Lúc dù bình tĩnh một, bà rì chìa ổng nú, trông bán sát bà rì hà rà tây nâng niêm mùi, miên chú mùa tháng niêm chẳng. Bà ổng, trông dọc niên nú thua chỉ xnom bơ kế bằng ọ. Niên nú, miên rụp chồng lôn bò là ọ dàng chát chiên xnom mà hai xây tiền ọ. Tai niên nú, ất miên bà rì chụp bột tê. Mà lo hào ý bà ổng có sắp bà rì hà rà tí chiên xnom mà hai xây tiền ọ đài. Rốt niên chết bà cốp cách ca nghiệt đam sló thua phô nhìn nì hà trơ bà tí bà ổng khẳng nà. Bà rì chìa có bán lớp đồng cao niên chắn ở thơ chìa bà hạ kẹo mà hai xây thông lớp kề ảnh. Nì dây bì niên chắn ní, niên miên cửa chọc mà riêng đây là ô lụt loa vên vên. Cúp tiếng đọc bây đôi chìa xa lạp rìa. Bà thơ cửa giá ngào ít vai xa lạch, niên dô cửa chọc đoàn tật rư đua đoàn cường xem xếng đàm bây thơ chìa rồng vô ở đăng bà màn. Mình áo bài bếch nâng mình áo xa bếch áo ta là môn. Xôn bay niên băng bà học ẩm bẩl sắc gây rư cương ở vầy nông xâm lo nú. Còn niên dô cửa chọc mà riêng đầy vơ chia sạp rìa đài. Mà lo hỏi niên xa lo đòi miên cầm rất cầm nọt trăm trừ áo xâm lo nú miên áo chì rút ngành nà. Nôm áo bà rìch xa mấy sắp bà rìch hà tí rô bê về lìa. Lúc trong nề dù tử, bà mà hai xây đàm tiền ổ, có miên ca các đai cổ hai, cho nó nên nâng tìa tha. Hết rồi vậy, có bà ổng tăng bị ba niên chắn, để chia con riêng xuất xa thua chì xin nóm. Hói lược đồng cao anh chi ạ kẹm hai xây, lược dương roa khnia dần nì. Hát đôi chia bà ổng, bóng xin này hà ổng bi dương cục khnia hói. Đôi chân nó, dương roa khnia, mình trâu nâng cổ ép, dương roa khnia, mình trâu nơi bỏ người cần tàu lâu. Trâu tài rốt ụ bài cò nà mùi đàm bây ôi bà ông chỉ xa mây nì dưỡng khliết chạ sẽ kết đầy xa hà bi niên chan chanh tớp dương rôk nìa nâng bán sẽ kết đầy sọc. Kết đôi chân nó hỏi có nôm nìa lang từ cô bà rì chìa grab tú đôi sẽ kết đầy bật thả. Mà bất bà ông chỉ xa mây xung bà ông chỉ điệp khi nhau mà chạy chẳng ọc nế, bạn khơi hẹt bác bi niềm chẳng. Bà ông á, cứ bụng bạn chìa ca ở vậy sao? Nên nế á, chìa một nước màu cổ chua chết. À cọp nát sập ngay nế. Bà niếng, thua cả nhà ngào thoai bà ông á. Bụng khi nhau mà chạy bạn khơi bắt tôn ở phần này chứ bà. Cứ niếng, vô cả chọ đầy niếng. Đúng đoàn cường, đắc nông xùm lò nụ. Còn ta, ba bà ông vẫn chưa rương đi tế, đôi chỉ buộc nhau mà cha ban tu nụ tế. Bà ông ác chắc nẹ bầm ra nam muối, ai từ lộp mưa, bê để niếng thua cả nhà sáu. Thoai bà ông cho,
ព្រះអង្គជាតិការពិតជាពំខានព្រះរាជាកាលបត្រង់ព្រះសម្ដាប់អំពីមហេសីទាំងអស់ក្រាបទូលដូច្នោះហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់គ្រាវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់ក៏បានចាត់រាជបម្រើមួយឲ្យទៅតាមសង្កេតនៅហេតុនោះតើពិតឬពុំពិតលុះពេលមួយនោះរាជបម្រើក៏បានចូលទៅសង្កេតមើលនាងច័ន្ទធ្វើម្ហូប ដោយមិនឲ្យនាងច័ន្ទដឹងខ្លួននោះឡើយហើយគេក៏បានឃើញការពិតដូច្នោះមែន ពេលនោះរាជបម្រើក៏បានយករឿងរ៉ាវដែលខ្លួនបានឃើញទៅទូលព្រះមហាក្សត្រទើបធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រក្រេវក្រោធនឹងនាងច័ន្ទជាខ្លាំងហើយចាត់ឲ្យនាយពេជ្ឈឃាតយកនាងច័ន្ទទៅសម្លាប់ចោលឯនាងច័ន្ទកាលបើនាងដឹងហេតុថាព្រះអង្គខ្ញាល់នឹងអំពើដែលនាងបានធ្វើដូច្នោះហើយ នាងក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតបានភៀសខ្លួនរត់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ឯពេជ្ឈឃាតវិញក៏ទៅរកតាមចាប់នាងតាមព្រះបង្គាប់របស់ព្រះរាជាប៉ុន្តែរកនាងពុំឃើញនៅក្នុងប្រាសាទសោះក៏ឡើងទៅទូលក្រាបបង្គំព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យលើកទ័ពពលរេទៅតាមចាប់នាងច័ន្ទឲ្យបានយកមកសម្លាប់ចោល កាលនោះពួកពលសេនាបានលើកទ័ពតាមរកនាងអស់ជាយូរថ្ងៃខែតែពុំបានជួបនាងសោះឯនាងក៏ខំរត់ឲ្យរួចពីព្រះអាញាដែរតែចៃដន្យបុព្វកម្មអ្វីរបស់នាងពីអតីតជាតិក៏បានឲ្យពួកសេនាតាមនាងតន់នៅទីកន្លែងមួយហើយចាប់យកនាងនាំទៅធ្វើឃាតចោលទៅនិយាយអំពីនាងច័ន្ទមុននឹងស្លាប់ នាងបាននឹកដល់វាសនាដ៏អភ័ព្វរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើជាមហេសីហើយបែរជាអកុសលអ្វីមកបណ្ដាលឲ្យព្រះរាជាទ្រង់ក្រេវក្រោធយកទោសដល់ជីវិតដូច្នោះម្ល៉ោះហើយនាងក៏តាំងសច្ចាចំពោះទេវតាដែលស្ថិតនៅដើមព្រឹក្សាសូមឲ្យលោកធ្វើជាសាក្សីថាអើជីវិតសង្ខាររបស់ខ្ញុំពេលនេះមកជារាជ គឺមកតាមយកសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំហើយបណ្ដាឲ្យសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំនឹងព្រះអង្គត្រូវចប់ត្រឹមនេះហើយដែលព្រះស្វាមីព្រះក្រោតចំពោះរូបខ្ញុំដែលពុំបានពិចារណារកហេតុផលជាមុនខ្ញុំសូមសេចក្តីប្រាថ្នាថាឲ្យអាការៈទាំង 32 របស់ខ្ញុំបានទៅជាឈ្មោះរុក្ខាលតាវរទាំងនេះ ហើយឲ្យព្រះអង្គបានជួបនឹងឈ្មោះដែលជានាមនៅជាប់នឹងដើមឈើនេះកំបីរំលងរួចឡើយឯនាមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមផ្ញើនឹងដើមគ្រឹស្នាដែលមានក្លិនក្រអូបហើយជាទីសប្បុរសហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គផងសច្ចាបួងសួងចប់ហើយពេជ្ឈឃាតក៏ប្រហារនាងសៃបងទៅ ចំណែកនាមឈ្មោះរបស់នាងក៏បានទៅប្រសិទ្ធនាមជាប់នឹងដើមក្រេស្នាដែលជាច័ន្ទក្រេស្នាឯអយុធនៈដតេយទៀតក៏ទៅប្រសិទ្ធរូបភាពនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងៗដូចជាកេសាបានជាប់នឹងផ្លែពោតដែលហៅថាសក់ពោតលោមៀគឺរោមបានជាប់នឹងម្អមមាំងសាំងគឺសាច់នាងផ្ញើនឹងដើមចាក់ឯសាច់ភ្លៅដែលសត្រលុកត្រលុននោះ ពីព្រេងនាយមានបិសាចមួយឈ្មោះរាមាសូរនិងនាងអក្ខរៈទេវីមួយឈ្មោះមេខលាអ្នកទាំងពីរបាននៅបម្រើមហាឫសីដ៏មានឫទ្ធិម្នាក់ដើម្បីនឹងរៀនវិជ្ជាមន្តអាគមគាថាបិសាចនិងនាងអក្ខរៈទេវីបានខំរៀនប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីបំពេញចិត្តគ្រូរៀងៗខ្លួន ហើយអ្នកទាំងពីរប្រកបដោយបញ្ញាវាងវៃក្រៃលែងដូចគ្នា
តាបោះក៏ស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរនោះស្មើស្មើគ្នាកាលបើតាបោះបានបង្រៀនសិស្សលោកចប់គ្រប់មុខវិជ្ជាអស់ហើយលោកចង់លបងវិជ្ជាសិស្សមើលថាតើនរណាប៉ិនប្រសពជាងគេទើបលោកនិយាយទៅកាន់សិស្សថាអើហើយសិស្សទាំងពីរឯងទាំងពីរអ្នកអស់គឺរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូច្រើនឆ្នាំមកហើយឥឡូវរៀនចប់លោកគ្រូមានរឿងលបងវិជ្ជាមួយឲ្យពីរអ្នកឯងធ្វើបើអ្នកណាមួយយកកែវមួយមានទឹកសន្សើមពេញមកឲ្យខ្ញុំបាននោះខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកនោះឲ្យคล้ายទៅជាកែវមโนរាហើយដោយគុណភាពនៃរតនវត្ថុនោះអ្នកម្ចាស់កែវគឺអាចប្រាថ្នាធ្វើអ្វីអ្វីហើយឬចង់បានអ្វីអ្វីចេះបានសម្រេចទាំងអស់ដូច្នោះពួកឯងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងយកឈ្នះណាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់តាបោះនិយាយរួចរាមាសូរក៏យកកែវមួយទៅត្រង់ទឹកសន្សើមដែលនៅទើលើស្លឹកឈើនិងស្មៅផ្សេងផ្សេងវាបានខំព្យាយាមធ្វើដូច្នោះជាច្រើនព្រឹកប៉ុន្តែអត់បានលទ្ធផលល្អសោះចំណែកឯនាងមេខលាវិញដែលជាស្រីចេះគិតវែងឆ្ងាយក៏រើសយកបណ្ដូលឈើមួយយ៉ាងទន់ស្ដោកស្ដោកហើយយកទៅដាក់ផ្ដិតលើទឹកសន្សើមដែលដក់នៅលើស្លឹកឈើនិងនៅលើស្មៅតរតែដុំឈើនោះជក់ទឹកពេញទាំងអស់បន្ទាប់មកនាងអក្រទេវីបានយកដុំឈើនោះទៅច្របាច់ទឹកដាក់ក្នុងកែវអាស្រ័យដោយហេតុដូច្នោះនាងរកទឹកសន្សើមដាក់កែវបានពេញហើយក៏យកកែវនោះទៅជូនមហាតាបោះហេតុដូច្នោះបានជានាងអក្រទេវីត្រូវតាបោះសម្គាល់ថាប៉ិនប្រសពជាងបិសាចតាបោះក៏បានយកទឹកសន្សើមនោះជប់ទៅជាកែវហើយប្រគល់ទៅឲ្យនាងមេខលាហើយក៏បានប្រាប់នាងថាកែវនេះហោះគឺមានគុណភាពខ្លាំងពូកែណាស់បើអ្នកមានបំណងអ្វីមួយគ្រាន់តែលើកកែវនេះក្រវីឡើងមួយរំពេចនោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចភ្លាមភ្លាមមួយទៀតដោយគុណភាពនៃកែវនេះគឺឯងក៏អាចហោះកាត់អាកាសពពកជ្រោកអាចចំលេនទៅកាន់កន្លែងណាគឺបានទាំងអស់ដូច្នោះឯងត្រូវតែរក្សាវាឲ្យបានល្អណានាងអក្រទេវីក៏ទទួលយកកែវនោះមកលើកគ្រវីឡើងលើស្រាប់តែហោះវឹងទៅលើមេឃតម្រង់ទៅមហាសាគរចំណែកឯរាមាសូរវិញអាស្រ័យដោយការព្យាយាមដ៏យូរក៏រកឃើញទឹកសន្សើមបានដាក់ពេញកែវហើយយកទៅថ្វាយមហាឫសីមហាឫសីឃើញដូច្នោះក៏ពោលទៅកាន់រាមាសូរថាចៅឯងយករបស់នេះមកយឺតយូរពេកហួសពេលត្រូវការហើយមេខលាគេមកមុនគេបានយកកែវទឹកនេះទៅហើយឥឡូវតាបានឲ្យរតនវត្ថុនោះទៅនាងមេខលាបាត់ហើយមន្តអាគមគាថារបស់តាគឺអាចជប់វត្ថុបែបនេះកើតបានតែម្ដងគត់ណាកាលបើបានឮមហាតាបោះនិយាយដូច្នោះអន់ចិត្តពន់ប្រមាណហើយក៏ស្រែកយំអណ្ដើកអណ្ដោកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលួងចិត្តបិសាចតាបោះក៏បាននិយាយប្រាប់ថាចូលចៅឯងកុំកើតទុក្ខខ្លាំងពេកណាចាំតាឲ្យពូថៅមួយពូថៅនេះគឺអាចយកទៅឆ្លោះដណ្ដើមយកកែវពីនាងអក្រទេវីមេខលាបាននាងមេខលានេះចូលចិត្តហោះហើរលេងនៅលើអាកាសដើម្បីមុជទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងចូលឯងចោលពូថៅនោះទៅលើវាវានឹងបោះចោលកែវដ៏មានតម្លៃនោះហើយប៉ុន្តែបើនៅពេលប្រយុទ្ធគ្នានោះចៅឯងឃើញវាលើកែវក្រវីចូលឯងបិទភ្នែកភ្លាមមុននឹងចោលថៅទៅលើវាណាចៅកាលបារាមាសូរបានពូថៅមកកាន់ទៅនឹងដៃហើយវាក៏ហោះស្វែងរកនាងមេខលាដ
đàm bây đàn đàm vô kêu mà nổ ria một quỳnh. Vân tái, bà bán khơi niên ca ná, niên có vô khơi phìm thả. Bây xài ní, ra cót chìa miên một nón thua cọ một lơ niên bùng khàn. Tớt niên lơ cổ ví kêu lăng. Hót tớ lơ à cá, vì hà có bút cải lệnh. Cá ba cổ lấy khơi phần lưu trăng này kêu miên xa lơ phìm. Bây xài có bất nê chật ruột, cổ vế nhà vốt vỉa tử. À vốt nút, có hót chẳng lươn lưu xô xâm bao cải lệnh. Còn ta, ớt trâu niên ạc rạ tê vì tê. Chắp tăng thì bê nụ mốc, tớp kê khơi chăng phần lưu kèo hơi lưu xô xùm lê nhắn khăn nây ạ vụt nụ. À sài hai đội ni hỏi, ban chỉ nơi khăn nông phía xa khám á, áo chú mua đông thô tiếng lai, na đại miên riêng đôi phai phụ thấu, rư chọp cặp ba sruôi, rư đôi cầm bật thà, cam rụn tè. Hơi xa nằm mọt rồi bỏ tiếng ni thà, chỉ bruôi nằm bỏ dẹ bánh, nơi lơ mê lẹ một đầy. Xôm chùn rương đam cầm nờ lương. Đàm lòi, nơi lơ phán đầy dương đi, cứ khuyên phương nụ tê. Mà nút cục khía, khuyên ở vầy ca phía khuôn bị phiếp trở chẹt. Hói bò đi phục ở vầy cháu tiếng ọ. Rõn tẹt ngay lịch phiếm, ngọt ngực cục tí cần lại. Cá nút mà nút ruột nơ, bất chia bị bạc lặng nà. Mà nút đăng thà, nơi nông đầy, cứ nơi ba than nở ruộng. Miên phương dàng tràn, trong bàn phần mán có bàn đài. Còn tại bởi sách đã thay đã xa phương nụ, cứ nơi chăm diêm, mình áo nào nào mà nè, ách luôn bàn, xôn bây tại côn ảnh đạt phương tội mùi, có mình ách dục bàn nụ đài. Mà nút đã xa là bọn từ dục phương, mình đã khơi trở lọc một vinh nụ tê. Mà nút có nôn khía kịch thả, mà nút cứ chỉ nẹ cục cồn, lưu phục hành đầy bật mềm. Tại trâu tụt tùa xua thả, sắp môi chùm nuốn, ách miên xa mặt tập hiệp. Cầm lắng, bánh bà sọp, ách phơ ca vầy vầy bán xâm rạch. Đối chứ nó hỏi, bộ kế có bình chun sạch, ôi tư tha nổ ruộng đám bây rô phương. Cái lô ách dô phương trở lọc một vinh bàn. Bảo dốt một bàn, bộ kế nâng chun rùm vôn bì xe. Đối nú, sạch tiếng ớ trâu tại khách khâm prăng prai dàng dô chất tục đạn. Bộ kế có bà cạp sai cục ti cần lây, cục cho là họ tiếng ớ thà. Sách ná để ai tự dục lưỡng một phục hành đầy bán, nâng ai tự dục chùm nây à hà nâng phê xe bò đi phục, bán bị cục tế rồi bỏ mà nú cục cục nìa. Sách nú nâng con cháu bụi bông rồi bỏ kế có ai tự dục chùm nây à hà, nâng phê xe bò đi phục tam chất, rồi hốt đo xa máy cá trong cây bằng ọ, đôi mình chập bạch ọ côn. Rùm vốn cô ấy tiện tiên chất ná, sách tiếng lái có nôm khía rì cực, dàng dục chất tục đạn. Rồi một, sách đại khá hàn chiên kê nụ, sách là bông từ rộp lường, tay trời sạp tiếng ọ. Hói sách đại cầm sạ chiên kê khơi nụ chân nó, có nôm khía nì dây thả. Bụi dương miên từ trời ca phương dụng một phương ở vầy, mà nụ nụ tê đại chỉ nẹ trời ca phương nụ. Bà sân chỉ bụi kê trời ca, áo bụi kê từ rộp luôn ảnh tử. Là ồn á, đại kê thì ní áo chùm nây à ha to côn to chai một áo bụi dương. Tại bà sân bà bụi dương thua đầm nào từ rô phương mến, bụi dương mình đang thả, ách ruột nữ ban rồi hốt đo miên côn rửa ọt nụ tê. Bế nụ, sách bình biển cứ chỉ sách đọc la hàn mùi, để ban chui mà nụ dương, hỏi miên phương pra rồi hốt mà đó sập ngay. Bà sân bà miên sách bình biển nụ tê, bà hai chìa dương, cầm tay khuôn nâng bệ hạt tịch, nâng bò rì phục sạch cháu to từ tiệt hai co mình đằng. Tại mà nụ, miễn phiếp ạc dụt để thoa trong buộc bình biên kháng nà. Tam vật sát bình biên chát vầy, bỏ ấp chương rồi bỏ vía bân bỏ sọp nà. Hai chia bị xe, bình biên chia diêm ẩm nọt, nâng chia diêm dàng kháng tiệt phồng. Sát bình biên bán mạc luôn từ dục lường. Hai bụ kế có chấp đam vinh sai bùa mùi chma mòm. Hai vệnh bỏ vay bị lướp tây phèn đầy từ đó snow phèn đầy. Đàm bây thuốc sai đi bán trời prao bê dù nà. Ai bình tiếng khất khâm, phơ toa tại bàn.
Rút mốc bình biến có chong chong xài nâng tiếng thơ mỏ để nơi mọt phơi tư thàn ở rũa. Hai có tùm lẹ khuôn cho tức nóng đầy rồi hốt đo ba thàn ở rũa. Vì có bàn buôn lẹ khuôn nơi nông cần liệt mùi rung chăm ai bấy sách bài khăn nông. Còn tay bấy sách bài khăn nông phliếm bình biến có stúc tức chọc dọc rồi ngược phơi mùi đông. Hai rút tông xài phơi một bình phliếm. Xài về nà rồi ngược có ngôn. Bình biến có trở lại ngồi bàn lươn bằng phật tiệt. Bên lại một đo lươn đấy, bình biến hót khăn nà, có cực thả. Mà nút thuộc ớt lươn dù hỏi, ớt bần tích tiết có bàn đài, nhóm xông xùm ra sẵn hỏi. Bình biến có bát đạ rồi ngược lươn cho tức nông cỏ hôn đầy mùi, rắc luôn đấy cả bài nụ, hỏi có đấy lụ tử. Bên bình biến đấy lụ, rồi ngược lươn bàn khai chịp hè bần tích mà đồn bần tích mà đồn. Bên nụ có miếng rôi mùi hai cái bài thông khăn chùm lại đai màn thuộc miếng cứ việc thông khăn xanh để chiếp xanh phương tì mùi nơi lớp hẳn đầy. Rồi có hai tư cái bài đòi chọn đằng hai co bật tẹt khơi rồi ngược phương đai cầm bông hồi xanh. Rí ai bình tiếng có cầm bông tại đệ lụa giang sọc sọc. Rồi khơi nụ chứ nó cực thả. Ní chiếp phương đó miếng đầm lây nụ tế tá. Tại bình tiếng ní mình chết thai để xa phương nụ tế bài chỉ tục vì trao từ mình. Bình biến bất chìa mân là ổ xa. Nhóm trời tại dục lương này từ ai mình nụ sân. Rồi mình nụ tướp chết thai đã xa lương này. Kết hỏi rồi có chọn vô rồi ngược lương dốc từ ai mình nụ phìm. Mình nụ khơi nói cho nó có nị dây thả. Ồ còn hỏi sạch rồi. Rồi anh cứ ban chui dương khăn nà. Anh nâng ban rồng vốn chỉ ti bình chất. Chắc bị bê ni tử. Rồi anh những con trai ở bụi bông anh chỉ rồi tiền ớ. Ai tự bỏ đi phục chùm này à ha nơi phía rồi bỏ một nụ tiền ớ. Để rút lớp hẹn đầy bàn. Bụi rồi anh miễn sức xí phật tam chất rồi hốt đo xa máy ca trong cầu đau mình bạch ớ con nụ tỷ. Bên bình biến nhẹ lãng xúc tờ rộng rồi ngược phương đám bây dục tại ai bụi một nụ. Tại bắt rồi ngược phương mình khơi sọ lời. Vì rốt xua kê xua anh để đa cắt cần lấy nụ. Tớp đăng thả, rồi chỉ sát khla hàn. Hói rồi mình chết khla ban cho tớ thà nổ rũ dốt lương một ai mà nụ. Bình biến sạch đòi khu chất thả. Rương ní mình bật nụ tê. Rồi cứ chỉ trao tay bẩn nọ. Nhóm tê để ban tớ thà nổ rũ dốt lương một nụ. Xô mơ sai rồi bọc nhóm để lương thà nổ rũ chê lắng khmai ní chỉ phó tàn. Bình biến sạch dàng ná có khmiên nổ ná chưa biết đại. Ây lớn miễn phương nơi lưu phán đây ta hỏi. Nẹ ná có ách đốt trong xa ở khẩu hỏi một ụt an thả tớp nâng láng vì tha nó ruộng bàn đài. Phó tăng xa ấy ảnh chấn, cụ ở trong xa nà. Bình biến đăng thả đi dây tiết có ất ban ca đài. Vì có ruộng xô bái xong sức sạch rồi. Bình biến có bán thua xâm bốc trong xâm thân cắt phơi rồi. Rồi hào một tẹ chọp bình biến có xí rồi phliềm. Vì môn mốc bình biến xì tại tức đồm ca chơ nụ tê. Hai vì chắp đàm xì rồi bì bê ni rồi hôn một đó sắp ngày. Phần tay bụi sạch rồi nơi tại liệt dược rùm vòn để vì lùi kê đỏ đài. Rồi tờ xì chùm nay à ha nơi cụp tê rồi bò mà nụ để rút nơi lơ phản đầy. Sạch rồi xì phật tam chất nơi cụp tê đôi mình bạch ô côn tiệp hồn. Được nó hỏi tớp sắp ngày. Dương khơi sạch rồi, tay tại một rùm chùm nay à ha rồi bỏ một nút, nơi cục tè, cục ti cần lại. Xôm chùn rương, đàm rư xây tớp. Vì dù lùng nà một hồi, miên cháu cầm sọt mà nè, rút nơi trong phùm chứ ngay đạch bị kì. Cháu cầm sọt cứ chìa priên prì, đá bò bánh sát nơi ạc nông prì, dốt một lụa trên chấm chì vật. Sắp ngày, miên nốt dương miên ở bụng mặt đáy chắc chùa ria khăn nà, hói xong khấm bưng bụng nè, lơ cầm sọt tay mà nè cột. Nơi bài tôm rồi bò cầm sọt, miễn cung rửa xây mũi cung, đã tan tay bình chanh bình lưu dạng phlưu trình trại chỉ riêng roi dục.
phơ ao cầm sọt miên ca chngó nâng cung rửa xây nút chỉ khẳng. Nị dây bì lột phục sẽ thay vĩnh, quát cư chia nẹ miền, trọt xâm bạch trang chiên kê bằng phót nơi nông sọc nôm nì. Quát miên côn cổ mô mà nẹ, miên rụt xâm rọt sọt sát khẳng nà, đạch nì ri nông phùm tay mà đồn. Rốt bảo nà đại bán khơi xâm rọt rộ bọ niếng tay tay lùng sài cụp cụp nìa. Sẽ thay thị đá, mình chấp chất bảo tập bọt bọn xa lãnh bổ rõ ná đại chô một xông xnay niên toa tế xót. Thưa ai phục sẽ thấy nâng phẹt rì dìa miên còng vò khó chất chỉ khăn. Ướp cột xâm rách chất ai côn mừng trầy nâng côn sẽ thấy nơi ai khăn nông phùm. Chô khuôn một ai thị đá mơ đang bây chơ rỡ chô thưa chỉ xòa mây. Rõn tài lưu đầm nâng nịp liếm, miên câu mừng trầy sẽ thay chỉ trả ơn một bì sọc phùm niên nìa, ban châu khuôn một ai thị đá chờ rỡ. Bà sân chia thị đá, bênh chất cầm lọ môi ná, niên nâng vô cầm rong cá từ bẹ áo bộ rõ nụ. Vẫn tài, đòi xa tại khả miên phô viết ná, nâng chia cu bênh chỉ mùi khả nìa ca bì ở tây tại chiết, vừa ai thị đá sẽ thấy mình bênh chất nâng cầm lọ môi ná sọt lòi. Thị đá có sống phục sẽ thấy nâng phẹ rì dìa đại chí ở bộ mặt đáy tranh đào một tam phùm đám bây chơ rớ dốt xoa mây đời khuôn ai mà đồn. Niêng ban thơ đầm ná chô một nông phùm hai ban bật tế cháu cầm sọt cầm bông tài lụa sạch sạch nơi ai tìm xa. Chầm nay cháu cầm sọt dương vĩnh cùng hiên tư chất thị đá sọt lâu rút kịch thả khuôn chia bộ rọt cây cổ. Mình hiến priếp tâm chìa mũi nâng côn sẽ thấy đọc bông cấp bút nụ lời. Vẫn tại đòi miên đi say nâng chia cu chìa mũi khỉa tăng ti ở tây tại chiếc phóng. Phớ ai sẽ thấy thị đá miên chất ăn đất sở lanh miền nộp chiếc lăng. Hai cậu ban vô cầm rong cá từ bé ai miền nộp phớ chìa xòa mẩy. Cháu miền nộp sắp bay rị riêng phong, phây phong, bố mình nực màn thả, bán sẽ thay thị đá một thơ chìa phẹ rìa đổi chân nộng. Sẽ thay thị đá, niêng cư chia sật trây cục lẹ. Niêng nâng cầm sót, bán cho tư xâm phê mà đai ở bộ rộ bọ cầm sót, nơi ai khăn ông tôm, đòi bông bọc căn và nạ vầy lời. Nơi phê đai thị đá sẽ thấy, nôm chai cầm sót, cho bộ krap xâm phê ở bộ mà đai rộ bọc luôn. Phúc sẽ thấy chia ở bục, mình bênh chất cầm sót to tại sao. Rút khơn chai cầm sót, cứ chia mà nụ cây cổ. Xôm bay tay khỏi áo, có bụng miên xỉa ở cục cổn xa bát nâng kỳ đài. Vẫn tại, Phúc sẽ thấy mình ai bỏ cây bàn lâu. Rút cột, bàn dô prôm nâng côn xảy. Á nụ nhạt ở niên, chứ rơ rơ dột xoa mấy đời khuôn anh ta hỏi. Phúc sẽ thấy mình bênh chất chai cầm sót. Rút nơi chìa mùi luôn nụ tê. Cô có bán ai con xây rồi bỏ cô ạ chạy trên bịp tế từ rút nơi chìa mùi nâng cháy cầm sọt vĩnh. Hai ai dốt miệng bạc tới chính châm chì vứt trong tay mùi bóng vệch tái bẩn nọ. Mình ai dốt rồi tế đất bình thèm từ tiết nụ tê. Thị đá sẽ thấy chia sật trây đai sở lanh miệng bạc. Nhiên có bán bảo mô dốt miệng bạc chỉ trả ơn dốt tư chìa mùi. Vẫn tại rung bích nụ cháu cầm sọt ba nị dây một khăn bảo bồn thà. Nè ôn, ôn chăm bạch spia vô rồi bọc lưu play chẳng ổn ní tư tràn thủ ấy. Nơi cơ tia rồi bọc dưỡng cứ miên tràn khăn ná rồi bọc nâng nốt. Thị đá sẽ thấy con tài lưu cầm sọt nị dây đổi chân nó mình chưa xong đây rồi bọc đây nụ tê. Ai bê một đọc tôm cầm sọt ba non bảo bồn từ mơ cung rửa xây nơi ai cầu tôm. Đời xa tay cầm sọt chỉ con cà tử nhú của rút ở bụng mặt đáy rút bê về lìa đau mà rửa xây tập cứ ban đọc chánh xuất tay tùm bèng mì tiếng ọt chép bình lưu chanh chàng chỉ khăn bênh cầu tôm mì nộp. Thị đá sẽ thấy chia bảo bồn khơi đồ chân nó miên cạp nhạp ao chỉ khăn niên xóa thả tùm bèng tiếng ọt ní cứ xuất sân tay chia tùm bèng mì. Niên có ban bảo mô chi chỉ mũi bắt đầy, dốt một rẻ xa tục ban chỉ tràn. Chắp tăng bị thang ngay đủ một, thì đã sẽ thấy nâng cháu miền nộp rút nơi chỉ mũi khỉa dạng miền sẽ đầy sốc. Tu bây chỉ khả miền nẹ bầm ra cho phênh đám đôi nơi bắt đầy rồi bỏ niên có đào. Rút niên, miền cái đầy sở lãnh bật,
ពីចៅមាណពយើងចៅមាណពយើងថែទាំប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ព្រោះគេគឺជាប្តីម្នាក់ដ៏ល្អមិនឲ្យប្រពន្ធមានការទើសទាល់ឬលំបាកចិត្តត្រង់ណាបន្តិចនោះឡើយថ្ងៃមួយធីតាសេដ្ឋីបានឲ្យចៅកំសត់ខ្ចីរទេះគោរបស់អ្នកជិតខាងដឹកទំពាំងមាសទាំងអស់យកទៅផ្ញើភោគសេដ្ឋីនិងភរិយាដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់នាងគ្រាន់តែភោគសេដ្ឋីឃើញទំពាំងមាសដូច្នោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះមិននឹកស្មានថាចៅកំសត់មានមាសច្រើនដល់ថ្នាក់នេះសោះឡើយលោកសេដ្ឋីយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះឃើញកូនស្រីរើសស្វាមីបានល្អនិងត្រឹមត្រូវគាត់ព្រមទទួលយកចៅកំសត់ធ្វើជាកូនប្រសានឹងហៅចៅកំសត់រួមទាំងធីតាសេដ្ឋីមករស់នៅជួបជុំគ្នាវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកចៅកំសត់បានក្លាយទៅជាសេដ្ឋីថ្មីដែលមានចិត្តធម៌ហើយតែងតែជួយសន្តោសអ្នកក្រីក្រមិនរើសមុខនោះឡើយសូមជូនរឿងដៃវេទមន្តរបស់ស្ដេចមីដាសស្ដេចមីដាសគឺជាស្ដេចដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៃប្រទេសក្រិកគាត់ចូលចិត្តមាសខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គអង្គុយនឹងបានរាប់ប្រាក់របស់ព្រះអង្គរំពេចនោះគាត់បានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់កំពុងសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើបុរសចំណាស់នោះមានឈ្មោះថាដៃអូនីសូសដៃអូនីសូសគឺជាភ្ញៀវដ៏មានកិត្តិយសម្នាក់ដែលមកលេងព្រះអង្គនៅក្នុងរាជវាំងនេះដូច្នោះហើយស្ដេចមីដាសបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះគាត់ដៃអូនីសូសមានការរីករាយជាខ្លាំងពេលដែលឃើញស្ដេចមីដាសបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អបែបនេះដៃអូនីសូសក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ដេចមីដាសថាទូបង្គំសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះអង្គមីដាសព្រះអង្គពិតជាមានចិត្តល្អចំពោះទូបង្គំពិតមែនព្រះអង្គពិតជាស័ក្តិសមនឹងទទួលរង្វាន់ណាស់ឥឡូវនេះស្ដេចមីដាសកំពុងតែចាប់ផ្ដើមវង្វេងហើយព្រះអង្គកំពុងចាប់ផ្ដើមគិតចង់បានអ្វីដែលមានតម្លៃវិសេសវិសាបំផុតពីដៃអូនីសូសដៃអូនីសូសគឺអាចផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គនៅគ្រប់បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គតាមព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គគិតទៅដល់មាសមុនគេដូច្នោះហើយទ្រង់ក៏សូមឲ្យដៃអូនីសូសផ្ដល់កម្លាំងមួយដែលព្រះអង្គអាចប៉ះរបស់អ្វីៗរបស់នោះនឹងក្លាយទៅជាមាសភ្លាមដៃអូនីសូសយល់ព្រមតាមអ្វីដែលព្រះអង្គសុំប៉ុន្តែដៃអូនីសូសក៏បានដាស់តឿនព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងកែប្រែចិត្តគំនិតនៅថ្ងៃណាមួយស្ដេចមីដាសមិនខ្វល់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ដៃអូនីសូសនោះឡើយហើយព្រះអង្គរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញថាមពលហើយពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅលើទីធ្លារាជវាំងវាក៏ខ្លាយទៅជាមាសដ៏រឹងភ្លាមស្ដេចមីដាសស្រែកសប្បាយរីករាយឥតឧបមាទ្រង់បានធ្វើឲ្យអាវធំអាវស្បែកคล้ายជាមាសទាំងអស់របស់គ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានប៉ះគឺបានคล้ายទៅជាមាសព្រះអង្គចូលក្នុងសួនច្បារហើយប៉ះផ្កាវាក៏คล้ายទៅជាមាសភ្លាមវាមិនមានក្លិននៅក្នុងនោះទេតែវាមានតម្លៃពិសេសវិសាជាងផ្ការាប់រយតងនៅក្នុងសួននេះទៅទៀតស្ដេចមីដាសក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានហើយតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំពិតជាមានមាសច្រើនខ្លាំងណាស់ស្ដេចមីដាសក៏បានកោះហៅប្រជុំមន្ត្រីរាជការរបស់ព្រះអង្គហើយបាននិយាយទៅកាន់រាជការទាំងអស់នោះថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដូចខ្ញុំដែរបើសិនជាអ្នកណាចង់មានដូចខ្ញុំខ្ញុំគឺមានដៃវេទមន្តដែលអាចធ្វើឲ្យរបស់ដែលខ្ញុំប៉ះคล้ายទៅជាមាសព្រះអង្គបានស្ទាបសេះរបស់ទ្រង់វាក៏คล้ายទៅជាមាសហើយទ្រង់បានប៉ះសៀវភៅនឹងធ្នើវាក៏คล้ายទៅជាមាសទៀតបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានហើយព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យគេយកអាហារខ្លះមកឲ្យទ្រង់
Nẹ bòm ra bàn riêp chòm à hà rùa chì sạch môn nâng bè ơn mộc đò. Nẹ tiền ọc nìa nơi chì mùi nâng chan liêng đầy rồi bọc bè ơn mì đà. Xâm rắp tục ai bè ơn liêng xâm át đầy. Liêm nú bè ơn bàn đạm riêng đầy trốn chô tực nông tực. Tức nú có khai tơ chì mì phìm. Bè ơn miên cáp nhẹp ai chì khăn. Bần tốt mộc bè ơn có lúc vô chùm nật nông băng. Hai trốn có chòm phật xà. Đã ở vầy vầy chẳng ổn nụ, bàn khai tư chìa miếng chẳng ổn. Viết khai chìa cáp nhẹp ai chẳng khăn xâm rạp sạch mị đà. Rẻ ổn mân sập bài bà tư chìa khăn. Rẻ ổn có bàn chập đầy nhẹ bòm rào rồi bỏ trùng, hỏi nì dây thà. Chẳng rai vô, chì vứt dưỡng mấy có khai tư chìa hình chấn. Dưỡng, mình ai xì mình ai phật bàn tê rứ. Còn tài lưu xô xâm rạy bẹp ní. Con pro nâng con srei rồi bỏ bệ ổng có bán rốt mô rô bệ ổng chìa mũi nâng đầy liết dần thừng. Bệ ổng chia dìm hàm bụ kê. Môn bê bụ kê một bà nâng bệ ổng. Tại môn bê bệ ổng hàm chọp con rồi bỏ bệ ổng bán rốt mô. Hào chạp bệ ổng. Bụ kê có chuộp chuộp với sna mần khó bì rồi bỏ môn môn đai bệ ổng bà đài. Bụ kê có bán khai tư chìa miếng đỏ rừng. Nhi viên bất chỉ hút thay xâm rạp bệ ổn để lộp lôn miếng hút bảo màn. Bệ ổn xâm rạch chất trở lập từ rốt đai ô ni dô, đồng bây ở kế, dốc bộ rồi bỏ kế trở lập từ vinh. Bệ ổn có trung diễn từ tam lâu mùi, từ căn phnom ô làm phớt, đồng bây chuộp chỉ mùi nâng đai ô ni dô. Bần tốt bị ban chuộp nâng đai ô ni dô, xâm đây lên sau cho rồi bỏ đai ô ni dô, ban ý dây một căn bệ ổn thả. Khoai bằng cốm bệ ổn. Ta bất chìa là ổ tế bệ ổng, đại rùa chiết mì rồi bỏ bệ ổng nơi bình rì chú vẹn đồ chú nốt. Bệ ổng sẽ đạp bịa xong đây chùm ổ, rồi bỏ đại ổ ni dô hỏi, thua ở trốn miên ca sau xa đai dàng khăn. Hỏi trốn có bằng hai nhầm bì ca khắp bơm rồi âm chùm buộc mì, chiếc chiêng ca ban sập bài xem xây nâng nông chì vứt rồi bỏ luôn. Bệ ổng có xóm ổng vô đàm bây chiếc ngay bì bình đá xa đô ạ cọ nì. Đại ô ni dô mình trâm tại sao chùm ổ chùm buộc ca phát đô chất rồi bỏ bệ ổng mi đang nụ tì. Ai có miên chất ảnh đất ả số nơi ca bà ra chê rồi bỏ trụng đài. Đại ô ni dô bán ai sạch mi đang thua đầm nào từ rô tuần lê phát tù lùs. Hói liêng xùm át khuôn bàn bệ ổng kì chông có bà đo chồng trường. Vì ai cầm chất sản nập hiếp đô ạ cọp nì. Bệ ổng mi đang có sâu đầm nào chùm buộc tư tuần lê nụ phìm. Còn tại, môn nâng chạy tực nụ lơ khuôn bệ ổng, bệ ổng sẽ tự tử, bước khai tực tiếng nụ, bệ khai chỉ mỉa. Đối chứ nó hỏi, bệ ổng có bàn bỏ tực nụ, bị bây đầm nọ lơ khuôn ảnh dần. Các phây khai rộng bỏ bệ ổng cứ bằng hai thả khổ, đau xâm bộ mỉa tiếng ổng, trở bàn thật lệ từ khăn ông tuần lề. Hỏi tực nụ cứ ai thua ở mỉa tiếng ổng, khai tư chỉ đôi đảo vình. Bần tốt một, bệ ổng khơi nhiều viên mùi để kê bỏ bóng chào nơi chứt nụ. Bệ ổng chạy tực tuần lê nụ châu khăn ông nế viê. Hai nôm dọc tư cần lãnh để câu nụ bọc bệ ổng tàng phí khai chỉ rút chùm lạc mìa. Bần tốt một bệ ổng có bàn chạy tực chênh phí nế viê một lưu rút chùm lạc câu nụ bọc trùng. Hai câu nụ bọc trùng có miên chỉ vứt làng quỳnh. Câu nụ tàng phí bần tốt bị bàn đăng khuôn có bàn xua tư bệ ổng thả. Bày đa! Ta bày đá, ai thưa ai bị phốp lộn ní, khai tư chìa miếng bàn tế. Nụ bây giờ sẵn một rưu mê có đau ý ta bệ ổn, ai thưa ai bìa, khai tư chìa miếng bàn tế. Công thì dây rương miếng nạp bớt, dưỡng mình chong rùm lực bị rương ní, hai con mình chong khơi miếng mà đoan tiết đai. Bệ ổn bàn ai con rồi bọt bệ ổn, chui dốc tức tuần lê, bi tuần lê phạch tù lùs. Đồ chứ nó hào ý cứ ai cũng chặt cổ cần lấy nước nông ri cho vẹn để khai chìa miếng ca bị lượng mồn. Tức đại dục một tí tuần lễ, bệ ổn bán xâm áp cụp tí cần lãnh khăn ông ri chú vẹn đại bệ ổn bán prai vì khai tư chỉ miếng lực mụn. Hói rồi bỏ tiền ổn nụ có bán khai tư đôi đảo vĩnh. Ây lấy miếng tại mùi cốt đại bệ ổn mi đạc miên nụ cứ tục khăn ông ra tầm nạ kìa. Hói ở vậy đại bệ ổn trong bán chiêng miếng bằng phốt nụ cứ sẽ cất đây sắp bài rị rí nâng sụp hẹn bằng cổ khăn ông chỉ vượt rồi bỏ bệ ổn. Xôm chút rương đầy ào hột tực xâm lo.
đầm nà mùi nì tiên làng thả. Cá kia mùi nụ, miên bố rõ châm nà mà nẹ, để miên chú mua tha ổng đục. Ổng đục, rõ cóp rõ bò thơ sai châm cá trên trăm chỉ vật. Cốt cứ chia mà nụ tôi mùi nâng chô chất thơ vầy play play, để nét đọt tí mình nức màn đỏ. Ngay mùi, ổng đục, rõ bán khu mùi sạch ngay rõ bò cốt mà nẹ. Anh chơi anh ai thì cho ruộng khá nông bị thi một cổ ca rồi bỏ kì. Bần tốt bị ông đục, lãng bị thơ sai trong ca vĩnh. Cốt, có bà nhà đầm rong đa tư rôn ca phliêm. Mình ban trả lập tư bà tế, đám bấy phá phá đô xùm liệt bóng bẹt nụ tì. Rốt cốt cực thả, vì là nghe khăn nạc tờ hỏi, khai tư ca kì mình toàn. Bế đa ông đục, đa tư đo rôn ca. Có miên khá môi quạt mà nẹ tiết, chỉ nẹ chăm từ tuộc nhiều. Nơi ai mục rôn cá, khơi ông đục xí liệt bẹ cảnh chá, nâng miên bà lạc, tách tuôi phong nú. Kế có các miên chất tư tốt, hai bà nhập rốt mục xe ông đục nơi kháng mục rôn cá. Hai mình chọn xoa côm ông đục nụ lời. Kế có bán đi dây một cánh ông đục thả. Ông ơi ông đã cho nông rôn cá đau xùm liệt ông bẹ bẹp ní. Mình bán tên là ông. Cô kê cực này. Và có chỉ cực thà mà chạy đào một cá. Cứ mình phải đo kê tử dụng đo nhiều đồ tê tiết chia mình khan. Chẳng hào ấy xùm ông cũng toàn à châu ấy. Xùm rung chăm khá nhau mình tạch sân tư. Hỏi ông rung chăm sợi kì đá à khó môi. Rung chăm thuộc ấy. Đi dây chạp liếm bố rót nụ. Có bán rốt từ sông A rốt bó ở bốc công cửa mống. Để nơi thầm mây chê, dốt mọi ai ông đục là. Ông đục, xùm lắng mơ xùm liệt bóng bẹt thầm mây nụ môi xùm tù. Hai cột, có dốt bóng phá xùm liệt bóng bẹt thầm mây nụ, môn cho rôn cả. Rôn cả, đã cầm bông tài miên phía nhiều bò rì phục à ha. Đó chẳng có cực của kriêng. Mà nụ cực nìa, tổ tua tiên à ha dạng chẳng anh bì xà. Rôn bách nụ, có miên nẹ tổ tua phía nhiều bì nẹ xênh tiệt. Rốt xong đá ưu mốc trong riêng xua ổng đục. Hai anh chơi cột đám bấy châu ruộng tóc bì xa à hà. Đói rớt bìa, rẽ tẹt cỏ khá đá ưu bổng phột. Bần tách cao ưu mốc, con cầm lọc cỏ mống. Có bán đá rẽ tẹt phiêu nơi tam tóc ni mùi. Nâng anh chơi phiêu, ôi bì xa à hà, đói cá củ xòm. Ông đục, khơi con cỏ mống cầm lọc đá ưu mốc được nó. Có cháu bị thả, o con khlang khlang. Thưa ở phía nhiều cục nìa, cửa lết mong mơ một ổng đục tiền phiếp ngường cho ngọt. Rung bếch nú, cốt, có chliết áo cá, cho lụa đầy ai thơ mây rồi bỏ cốt. Nước nông chan xùm lò phlet, đau nì dây bị xùm đầy play play thả. Ai ơi, ai, xôn bị xa áo chai chốt ná. Anh, có chiếc liền hói mưa từ nú. Ai con cỏ mông vĩnh, khơi ông đục, cho lụa đầy ai châu được nó. Kế, có bán xua tơ ông đục, đòi phiếp ngưỡng cho ngọt thả. Ta hẹt ở vấy, bán chỉ ông thua được nó. Ông đục, nghiệp mục mộc nhỏ nhâm nhỏ nhém, đặng con cầm lọc cỏ mông, hói cỏ tọp tơ vĩnh thả. Mùi đằng tiếc mùi, bi đầm bốn, bi đã ông châu một nông ruông ca nít. Cứ ống bẹ ai ở kính chá. Hói miên nồn ná. Một tổ tùa nâng xoa côm ông nực tê. Đò bê ông bắt đồ ai thầm mây sát sát. Phụ kế co một đẹp té anh trường ống. Ở chỗ hôm hôm à hà phliêm. Chẳng miên này thà. Mối cứ anh trường. Ai sát sát tê tá một thì ní. Mình men anh trường ông một nực tê. Chẳng hỏi, được ổng, ôi ai ní, vì xì đại nắng ná. Cô thà, vì có chiếc nhiều mà nẹ đó. Nhiều cổ kìa, đại ban lưu xong đây ổng đúc. Miên cáp nhẹ bà ai chỉ khăng. Mình nấc xe màn thà, mà nút tôi môi đôi cột. Cất ở vấy, ban vên chẳng ngay được chứ nổ. Ủa kê tèn ọc kìa, nón kìa cổ lệnh mưa khuôn anh với như riêng riêng khuôn. Tha một châu ruông vì thi ní bán. Có đời xa tại phụ kế trớt ban kê ảnh chương. Rứ có phụ kế miễn ca xe liệt khỏi ác xa xa xa. Bần tốt bị trí kết nơi cầm nất rồi bỏ ông đục hỏi. Ông đục có bán bị xa phụ như này ha rồi.
nâng sông liếp nhiều tiếng ớt rùm tiếng con cửa mông con cửa lót tà lọp mốt tiếng vinh. Sốt sẽ đây nè tặng ớt nha xa cô một căn chăn nó để tiên rương bình khám ai rồi bọc nhóm bát. Vì tự ổn để tiên rương bình khám ai rồi bọc nhóm thay ní nâng nông mà rõm nè tặng ớt nha từ sạp ổng pi rương khám áo mùi thơm mây tiết hào để miên chùm nón chương thá khám áo lông khám nông bằng tục tức xa là riêng. Bạn tay môn đừng nghe từng ốc nha sạp rương thì tiên máu xôm chú chạy lưu biện subscribe bằng tòa máu chú chạy lưu rụp bằng đấng làm mấy tựa ban làm mấy tựa ban ca thì tiên rương bình khám ai thơm mây bì chan no rồi bọc nhóm bát chỉ riêng rồi tháng ngày bà. Nhưng chẳng dương từ sạp át tình lây dầm bì rương khám áo đại miên chùm nón chương thá khám áo lông khám nông bằng tục tức xa là riêng từng ốc nha bà. Nhóm chỉ sơ thắc nạn ti đọc môi nơi chia lại môi nơi nông tì krong phần bình. Tháng ngày môi lục ba ban prap nhóm thà quát miên bè sạc cam tư khét mùi chân nằm hai xua nhóm thà tư đai rửa ọt. Nhóm có xâm rạch chất bắt đô xà la từ nơi khét chỉ mùi bà rút cua xa nhóm miên tài dương bì nẹ. Xà la đại nhóm cầm bông phá mộc ní cứ chia xà la chùm nạc môi để sang lang môn kê bằng ọc nông chùm nông xà la xe tiết để nơi khét chìa mùi khỉa. Tết ban lưu mục thà đây để sang xà la ní ca bì môn cứ chìa viên cọp màu. Tết ông cha cha tay tè miên lùm nơi than chật nút có ban rạp thà ai lưu ní miên khmau tiệt tê. Mình đăng thà vây để quọn ý giấy nút cứ bất rư mình bất tê rư con tại kia ca nỉ dây đàm bay cùng áo nhóm khách phần nông. Ngay mùi chết ngay xôi rồi bọc nhóm co mình đằng bê bớt bỏ hai chìa mau bạm buôn nhóm cầm bông ta ẩn côi riêng sọc sọc sắp tại nhóm chư buộc liềm liềm. Tốt mình bán nhóm có áo mất mây đa ẩn côi tóc chìa mùi nhóm chún khía tơ mình tục tực. Mình tục tực rồi bọc xà lá miên bay gần lại tại vì cần lãnh trâu bọc bóng chào rút tại khuyên nẹ xâm ạp. Nơi xo môi cần lãnh tiết cư nơi chất ti chất ca và nông để ai phá bàn. Mình túc tức tiền mu chai trên chiếc buôn mình túc tôi đẹp bê nút vinh ọ bay thở hào thì xo tay mình túc ti buôn môi để nơi tùm nề cứ rộp bị kháng chuyên một kháng sát đầm. Xâm nang lo hào thì để nơi xo mình túc mùi công phung tại chư buôn sạp hóng mình bỏ ăn dũ nhóm có rốt châu phìm phìm. Công châu mình tụp nâng. Công châu mình tụp nâng. Phìm mịt mây rồi bọc nhóm sài bạp. Tái lên toàn hai bố sật trời công phung viên lục hai. Mất nhóm thọp này dây bạp nhóm đại thà. Mình tụp ti buôn nâng miền màu. Mình men thà nhóm mình khai tê tái cư việc miền trùng rơ. Tái miền khơi nhây phóng. Mình tụp có sát. Miền là nà mai chia mình tục xem xe tiệt. Nhóm này dây bằng tốt bị phơ thủ rẻ rồi. Này dây hào ấy có đa từ liền đầy. Xong lục biện thà miền ấy ẩm bánh mênh này chào. Rốt thà bê đẹp nhóm cầm bông lục đầy. Đoàn tức nông an bằng tục tức nú. Sắp tại miền đầy muối phô chanh bị nông tức. Một chạp đầy khiếm chuộc. Đầy rồi đầy đọc mai rồi lùi sắp ta đằng cơ. Chạp đầy rồi bọc nhóm chuộc hào prăng tiên. Nhóm châu thật nông tực nụ. Chui phong, chui phong. Nhóm sài rộng chùm nuôi bị kháng cầu. Đây mà kháng tiết prăng. Bê, đây khám áo nụ chênh. Tu bây chỉ prăng tiên. Giang ná có mân rộ bê đài. Bỏ hai chỉ nhóm tiên khăn bê co mặt đằng. Bố tha mặt mến chênh tiếng đài tê. Cứ chênh tiếng tua khlua nọ. Bê ơi, rụp hiệp đại nhóm cũng phong khơi nơi nâng. Này ní cứ xây mà nẹ sợ vên. Xâm liệm bóng bẹ chìa sơ xà la. Luôn tự tực chụp. Công phung tẹp bao này xâm lăng một càng nhóm. Này chàng cu núng quên tự đòi chiêm. Riêng cai rồi lè rồi lùi xuất tại chiêm. Đây mà khang tiết chạp đây nhóm chàng phi. Hai chìa diêm ốc nhóm châu tự nông an tự nụ. Đau nhỏ nhóm khu ấy khai. Chui phong, chui nhóm phong. Ní cứ chìa vây để nhóm ba này dây bằng to bị nhóm rồi lút xa mạt đầy tử. Nhóm miên ả rằm tha chư cơ ba khẳng nà. Hai bê để nhóm ba cái này là một. Nhóm cầm phông ổng côi nước nông bằng tục môi để miên. Lẹ cả nạn đôi chìa ca rì à lây rư bằng tục rồi bó lụng để dụ xa la anh chân. Nhóm tức đau bằng tay tư nà vì chui bằng bát hiệp hót. Lụng để dụ xa la hoạch kéo tức ở nhóm.
mấy nhóm một nơi tin đi bán luôn này vua. Mình ní cây nhóm trớ. Cứ mất rồi bỏ ai rốt một rột nhóm hai ai nhóm chùi. Luôn này vua to. Luôn này vua. Ai này dây rương nu ai nhóm sạp bàn tế. Hai quát con này dây rương bạp nhóm pi đầm ná đam tôn rồi bỏ rương một. Sẽ mà nẹ nốt chú mua cầm sọt. Thì sơ thân nạ ti đọc pi ca bì pi bây chân nằm môn. Niêng ban slap nông ẩn tục tực nụ đời xa tại niêng dục côn trình hai thư lệ chiêm cho đàn bì. Chiêm có đa bênh ẩn tục tực ti buồn nụ. Kháng xà la ban dục át nâng hai pra chỉ thoa mặt đà. Tại có miên rương ra hẹt ca mà nó cạn lang chỉ riêng rồi hộp một. Rồi hộp ở đó cạn này nhông. Mình tốt bị snap rương rồi bỏ lục rưu prap hai nhông miên ả rõm tha prư ba chỉ khlang. Nâng lên trong tư bẩn tục tức ti buôn nụ tiệt hào ý tụ bây chỉ chư bọt chương khlang nhàng na có đào ý. Bọt na chạp bị ngay đi lên châu bẩn tục tức xả lá tiệt hào ý xôm bây tại đa cát co bẩn đá đài. Ốc quân chẳng đưa đi xôm bẩn chọc cái trăm đẹp bẩn.